Mối lương duyên đặc biệt của Tăng Thanh Hà nhiều người chưa biết. Tăng Thanh Hà có mối lương duyên đặc biệt với một đàn chị trong showbiz. Mới đây, thần Thúy Hà có chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cô hạnh phúc mừng sinh nhật bên hội bạn thân thiết, những người đã gắn bó với cô suốt hơn 10 năm qua. Trong đó phải kể đến sự góp mặt của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà, xuất hiện rạng rỡ tươi trẻ với trang phục sơ mi trắng. Bà mẹ hai con còn đeo kính thời trang cùng nhóm bạn nhí nhảnh, tạo dáng trước ống kính. Dù mới sinh em bé thứ hai chưa được bao lâu, nhưng cô Trúc vẫn đẹp và mảnh khảnh như tươi tần trải qua chuyện sinh nở. Cùng tên Hà, cùng sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, sau đó lên Sài Gòn lập nghiệp bằng việc dấn thân vào nghề diễn. Có lẽ điều đó đã làm nên mối lương duyên giữa Tăng Thanh Hà và thân Thúy Hà. Họ gặp nhau ở nhiều điểm chung để rồi trở thành chị em thân thiết. Cô Trúc và nữ diễn viên giọt nước mắt hận thù đã có tình bạn keo sơn gắn bó từ nhiều năm nay. Hai người luôn xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của nhau như đám cưới, khai trương cửa hàng. Hà Tăng được thân Thúy Hà yêu mến gọi bằng biệt danh Sẻ Nhỏ, trong khi nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc gọi người chị này là Đại Bàng. Hai người cách biệt nhau đến gần chục tuổi. Thân Thúy Hà sinh năm 1978, trong khi Hà Tăng, cô gái tuổi Dần sinh năm 1986. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến tình chị em của họ. Lộ bạn gái cũ hot girl hơn Kelvin Khánh 4 tuổi xinh hơn cả Khởi My. Cũng như Khởi My, cô nàng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cả hai đều rất xinh đẹp và tươi trẻ, cùng độ nhan sắc của hai cô nàng 19-10. Một trong những thông tin rất được chú ý những ngày qua là lễ đính hôn của cặp đôi Kelvin Khánh và Khởi My. Sau nhiều đồn đoán, người trong cuộc chính thức lên tiếng thừa nhận lễ đính hôn là thật chứ không phải quay MV như nhiều người đồn đoán. Ngay sau khi tin vui được xác nhận, rất nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này và đặc biệt nhất là có cả Mỹ Tâm. Trong một buổi giao lưu trực tuyến với các fan, cô gửi lời chúc mừng đến đàn em và không quên nhắc lại kỷ niệm xưa khi Khởi My là fan của cô. Mỹ Tâm chia sẻ, chị có nghe thông tin Khởi My lấy Kelvin Khánh đúng không? Buổi đính hôn là thật đúng không? Chị chúc mừng My và Khánh nha. Hai bạn đó chị có nghe là quen nhau khá lâu, chỉ là không công bố. Rồi đùng cái đính hôn thôi, vậy cũng hay và chuyện tình cảm, mình nói nhiều làm gì? Vậy là yêu thôi chứ quan tâm người ta nói làm gì? Mình quyết định chuyện của mình, chị là chị thấy hai bạn đó rất hay và giỏi. Kelvin Khánh và Khởi My gắn bó với nhau đã được một thời gian dài. Khởi My hơn chồng sắp cưới 4 tuổi, cả hai thường xuyên khoe ảnh tình cảm của mình với công chúng nhưng chưa một lần thừa nhận. Nhìn sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi này khiến nhiều người mới biết, bạn gái cũ của Kelvin Khánh cũng hơn anh 4 tuổi, là một hot girl nổi tiếng trên mạng tên là Fendi Nguyễn, được biết đến với những clip cover các ca khúc nổi tiếng và làm model cho một vài tờ báo tuổi teen. Cũng như Khởi My, cô nàng trẻ hơn tuổi rất nhiều, cả hai đều rất xinh đẹp và tươi trẻ. Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ viết tâm thư gửi Trấn Thành sau scandal cắm sóng. Ai cũng phải cảm thấy bất ngờ khi đọc nhận tiết lộ trong thư gửi Trấn Thành của Đàm Vĩnh Hưng. Sau sự cố bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa, Trấn Thành nhận được rất nhiều lời động viên và an ủi của đông đảo khán giả và đồng nghiệp thân thiết. Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa viết một bức tâm thư gửi tới nam danh hài. Vốn là một người anh trong nghề và cũng từng trải qua chuyện bị cắm sóng, Đàm Vĩnh Hưng rất đồng cảm với Trấn Thành. Nội dung bức thư mà Đàm Vĩnh Hưng gửi cho Trấn Thành như sau. Thư gửi Trấn Thành, cách đây 15 năm, anh cũng đã từng bị như em. Anh nuốt lắm vì mình không có được quyền nói. Anh hận những ai trở mặt và bạc đãi mình. Sẵn món bất cần luôn có trong người. Anh thề với lòng là ông cốc cần. Anh tự nói với mình rằng anh sẽ sử dụng hết sức lực của mình để thành công và nhất định sẽ san bằng những định kiến ác cảm dành cho mình và bắt họ phải hối hận. Và anh đã làm được điều anh muốn làm. Với anh, em là một nhân tài đích thực. Lâu lắm rồi mới xuất hiện một người có quá nhiều tố chất để thành công. Kiến thức rộng rãi, khả năng đa dạng, tư duy cực kỳ tốt, ngoại hình tốt, ngoại ngữ thuộc hàng top, thông minh sắc sảo, vốn chữ nghĩa tuyệt vời, duyên dáng quanh năm. Hãy xem rằng tổ nghiệp đang thử em nhé. Chỉ khi nào tổ nghiệp bảo hết thì em mới tin, còn lại thì mặc kệ. Người hại không chết, trời hại mới chết. Anh cũng đã phải chịu nhiều bất công lắm, nhưng đó là chuyện ngày xưa thôi em ơi, hãy vẫn tâm sáng tạo, hãy bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc bùng nổ em nhé. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng động viên Trấn Thành, hãy coi đó như một thử thách cần phải vượt qua mà tổ nghiệp dành cho mình.
Trong một sự kiện mới đây, Trấn Thành xuất hiện với tâm trạng buồn bã ủ dột sau tranh cãi bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng. Sau Cánh Gà, nam danh hài được nhiều đồng nghiệp thăm tình trạng và động viên anh vượt qua vận xui. Mặc dù tâm trạng bị ảnh hưởng bởi scandal, nhưng khi lên sân khấu, trước sự nhiệt tình của mọi người, tâm trạng nam nghệ sĩ 30 tuổi đã tươi tỉnh hơn. Trấn Thành nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Sau lệnh cấm, Trấn Thành được đối xử như thế này khi đi diễn. Buổi đi biểu diễn đầu tiên của Trấn Thành sau ồn ào với đài Vĩnh Long khiến nhiều người khá bất ngờ. Tối ngày 27 tháng 4, Trường Giang và Trấn Thành đã có live show riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên Danh Hài Đụng Độ. Đây là show diễn đầu tiên của Trấn Thành sau khi anh vướng phải vụ lùm xùm bị đài truyền hình Vĩnh Long từ chối cho ngồi ghế nóng của game show dành cho trẻ em Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Trấn Thành đến đêm diễn khá muộn và vội vàng vào hậu trường, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi. Ông xã Harry Won ngồi tâm sự với các đồng nghiệp cùng tham gia chương trình. Trường Giang, các Phượng đều thể hiện sự thông cảm và động viên tinh thần anh. Tối qua, Trấn Thành cũng diễn một tiểu phẩm hài trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cuối chương trình, anh cùng với anh Đức và các Phượng còn ngẫu hứng hát tặng người hâm mộ. Kết thúc chương trình, Trấn Thành đã phải ở lại bên trong hậu trường rất lâu vì khán giả đợi anh bên ngoài quá đông. Dù được bảo vệ hộ tống ra xe, nhưng nam danh hài vẫn tranh thủ chụp ảnh và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình. Trấn Thành được các đồng nghiệp động viên ở hậu trường. Anh ngồi một góc chờ đến lượt diễn. Các Phượng lo lắng động viên Trấn Thành. Anh mang đến những tràng cười cho khán giả. Trấn Thành, anh Đức và các Phượng còn ngẫu hứng hát tặng người hâm mộ. Trấn Thành tỏ rõ sự lạc quan và vui vẻ sau đêm diễn. Anh thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ. Trấn Thành luôn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhí. Trấn Thành ra về cùng Kiều Minh Tuấn và các Phượng. Sự thật nào đằng sau lời xin lỗi muộn màng của Trấn Thành? Hình ảnh bức khả xâm phạm của ngôi sao số 1 game show Việt Nam bỗng nhiên mong manh đến lạ. Hình ảnh Trấn Thành bức khả xâm phạm bỗng nhiên mong manh. Mới đây, thông tin Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng của đài truyền hình Vĩnh Long thực sự đã làm cho nhiều người cảm thấy sốc. Bởi thời gian gần đây, hình ảnh của Trấn Thành trong showbiz Việt, đặc biệt là tại các game show, chủ yếu được phát sóng tại các đài truyền hình khu vực miền Nam là bức khả xâm phạm. Cách đây không lâu, khi đang đứng giữa tâm bão hài tục, hài nhảm, Trấn Thành vẫn thản nhiên trả lời với báo giới rằng nếu những chương trình mà anh đang tham gia là nhảm nhí thì nó sẽ bị đào thải với thời gian chứ không thể đứng vững được. Sau đó anh thách thức khán giả rằng nếu thấy Trấn Thành diễn hài nhảm, khán giả có thể tắt tivi. Đó là khi Trấn Thành vẫn đủ sức đứng trước những sóng gió trái chiều. Sau khi tung ra phát ngôn được cho là ngông cuồng, mặc cho dư luận sụp sôi trước sự kênh kiệu, có phần thách thức khán giả, Trấn Thành vẫn im lặng. Thế nhưng, sau khi lệnh cấm cửa hình ảnh của Trấn Thành lên sóng đài truyền hình Vĩnh Long được phát ra, hình ảnh của Trấn Thành bỗng dưng mong manh đến lạ. Nói cho cùng, Trấn Thành cũng chỉ là một diễn viên hài, quyền lực mềm của anh tới đâu vẫn phụ thuộc vào khán giả, vào đơn vị sản xuất chương trình. Khán giả không cần tắt tivi, chỉ cần hình ảnh của Trấn Thành không còn trên tivi nữa là đủ. Lời xin lỗi nửa vời khi những quyền lợi bị tước bỏ của Trấn Thành. Sự im lặng của Trấn Thành giữa tâm bão phát ngôn ngông cuồng, không có một lời giải thích, không có một lời xin lỗi tới từ diễn viên này. Anh vẫn hàng ngày cập nhật Facebook, vẫn đi diễn, vẫn chọc cười khán giả bằng tiếng cười mà anh cho là nghệ thuật. Thế nhưng, sau khi bị cấm cửa trên sóng, Trấn Thành lại cầu xin sự tha thứ cho những phát ngôn mà anh cho là làm khán giả không vừa lòng, chứ không phải vì sự ngông cuồng, tự cao tự đại của mình trong những phát ngôn ấy. Có nhiều nguồn tin cho rằng đài truyền hình Việt Nam cũng sẽ hạn chế sự xuất hiện của Trấn Thành trên sóng. Nếu không được xuất hiện trên truyền hình, Trấn Thành cũng sẽ nhanh chóng rơi vào lãng quên. Có lẽ chính vì vậy, lời xin lỗi nửa vời của anh được tung ra ngay lập tức sau lệnh cấm cửa của đài Vĩnh Long, chứ không còn là sự im lặng kênh kiệu trước đây. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Trấn Thành được nhiều đồng nghiệp có tiếng nhận xét là diễn viên hài có tài, có khả năng trở thành một diễn viên hài hạng nhất. Nhưng mãi mê chạy theo đồng tiền, tự đưa mình vào những tiểu phẩm, chương trình hài nhảm nhí, đã khiến cho hình ảnh Trấn Thành mãi không vượt qua được một diễn viên hài mua vui bằng tiếng cười dung tục. Thật vậy, đúng như Trấn Thành từng nói, nếu chương trình mà tôi tham gia bị coi là hài nhảm, hài tục, thì nó sẽ bị đào thải khỏi sóng truyền hình.
Và sự thật là các nhà đài cũng đang dần kiểm duyệt nghiêm túc hơn đối với nội dung của game show, chương trình truyền hình. Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng sẽ là một đòn cảnh tỉnh đối với nhiều nghệ sĩ chạy theo đồng tiền mà quên đi rằng mình đang làm nghệ thuật.